Bạn Lê Hùng có hỏi ở Quảng Trị khi bố mẹ ông bà mất trên bia đều ghi tên con tên họ của con cháu ruột thịt dâu rẻ phụng lập trên bia mộ khi xây dựng xong mộ người mất mà đã mà có tên con cháu còn sống trên bia mộ như thế có ảnh hưởng gì không? <laughs> thế thì thường ở đấy là cái tập quán ở đấy thì chúng tôi không dám nghĩ rằng can thiệp không biết họ đúng hay họ sai. Nhưng mà thường các nơi khác Người ta chỉ ghi tên Hay là bia liệt sĩ người ta chỉ ghi tên Cái người liệt sĩ là người chết ở đấy thôi Chứ không ghi cái người còn đang sống Bây giờ để ghi tên những người sống Rồi nay mai những người sống đó lại chết thì làm sao à, Thì những người tôn tạo hoặc là xây dựng nên cái ngôi mộ đó mà ghi ghi một loạt lên đấy tôi nghĩ nó thứ nhất là chúng ta cũng để à, cũng kể công trạng với người đã chết rằng bằng này người đã đóng góp để xây tôn tạo mộ nhưng mà nghĩ ra thì tôi nghĩ rằng cũng không có thiết tôi nghĩ rằng tốt nhất chỉ ghi à, cái người đã khuất ở trên đó để cho con cháu sau này các đời này đời sau ghi về ngôi mộ để biết cách mà tìm và thờ cúng và xưng hô cho nó đúng thôi cho những người đã tôn tạo ngôi mộ đó họ ghi vào đấy thì nó cũng không những là nó không cần thiết mà nó phiền toái rồi nay mai cái người đấy cũng chết rồi lại phải đục đi vân vân hoặc là ghi lại cái công trạng người đã tôn tạo mộ thì tôi nghĩ cũng không cần thiết cho nên riêng câu hỏi này của bạn theo cá nhân tôi thôi thì đấy là vùng miền của người ta thích thế mình can thiệp vào cũng khó họ thích ghi như vậy thì việc họ nhưng mà thường ở các nơi khác người ta không có ghi Tức là chỉ ghi tên của người đã khuất thôi Không ghi tên tuổi con cháu dâu rẻ còn sống trên cái ngôi mộ đó Vừa bất tốn kém thời gian vừa có mất giải dòng văn tự và nó không mang được cái gì cả Một câu nữa là khi bốc mộ gia đình thì cần xem tuổi người đã khuất hay xem tuổi của con cháu trong gia đình thì Trong cái trường hợp này thường người ta xem cái tuổi con cháu và người ta xem tuổi con cháu thì đa phần là người ta xem cái, cái anh chủ trì ấy, cái anh con trưởng hay cái anh chủ trì cái việc đó. Đấy, xem cái tuổi anh đó. Thì, thì nó có nhiều cái cách xem. Cái tuổi này thì cải mã thì sẽ được lọc, tuổi kia thì sẵn sát, tuổi kia thì phẩm mũi phạm đủ cái kiểu. Mà các vị nếu như tính cái tuổi kiên kỵ do cái tuổi bốc mộ, thì có khi kê ra có khi hàng ba trang giấy phải đúc không hết cái chuyện kinh kỵ à, nhiều cái, 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 yếu tố kinh kỵ lắm cho nên là khi trong cái trường hợp này thì khi tốt nhất chúng tôi ở đây có hai cái cách một là dở sách ra để tra cái kiên kỵ bằng sách ngày xưa nhưng sách xưa thì cũng có khi đúng mà có khi cũng không hợp lý vì 10 quyển sách thì 10 kiểu tính khác nhau cho nên tốt nhất thì hiện nay chúng tôi đang áp dụng đa phần là dùng phương pháp trực tiếp bằng ngoại cảm. Ngoại cảm họ không còn xem sách. Họ giao lưu thẳng với phần tâm linh. Họ, họ cho một thông số. Thì thường chúng tôi làm theo cái kiểu đó thì tốt hơn. Thì ở đây là nói thường người ta cả cát là người ta xem cái tuổi của người chủ trì bốc ấy con trưởng hoặc cái người chủ trì việc đó xem là tuổi gì mỗi tuổi tam hợp hay là tuổi nhị hợp hay là xung chiếu hay nọ kia đủ các kiểu trên đời rồi có hạn tam tai không thì hạn à, hạn ấy à, lúc ấy thái bạch ấy không hay thế nọ thế kia nhiều các cái kiểu kiên kỵ lắm thì tốt nhất giờ tôi nói ở đây thì không những nó dài mà có khi nói các vị cũng quên mất và cũng chẳng đè vào đầu được tốt nhất khi gặp sự việc đó đến thì tôi chúng tôi sẽ phân công cho các nhà cả sẽ giúp và chúng tôi làm cái việc này không phải tốn kém không phải thu tiền không phải dịch vụ cho nên chúng ta cũng không lo rằng đến cơ quan là phải à, thưa à, tiến sĩ là phải nộp bao nhiêu tiền chúng tôi nhắc lại các chương trình tâm linh ngoại cảm chúng tôi làm phục vụ đồng bào không thu tiền không làm dịch vụ do vậy chúng tôi không muốn quảng cáo Thì quảng cáo nó bảo nại ông muốn quảng cáo để thu tiền đây chúng tôi nhiều đồng bào đến nhờ chúng tôi phải vất vả thêm thôi do vậy chúng tôi không quảng cáo ai cần có nhu cầu chúng tôi giúp đỡ Chứ không phải mọi người đến đông để chúng tôi thu tiền Cho nên mọi người cũng không nên băn khoăn Nếu cần thì đến chúng tôi trợ duyên giúp đỡ à, Hoặc là chúng tôi cũng sẽ cung cấp sách cho tự mà tra lấy chứ bây giờ đọc trên này ra thì có khi tràng giang đại hải Có khi dăm bảy tờ giấy mà các vị cũng không nhớ được à, Cho nên là tốt nhất là gặp cái trường hợp đó Đến hỏi chúng tôi sẽ cho sách để tra Cách thứ nhất là tra sách người xưa còn cái sách ngày xưa có đúng hay không thì chúng ta cũng chưa thể biết được Hoặc là cái thứ hai là dùng phương pháp ngoại cảm để chúng ta kiểm tra Thầy cho em hỏi tại sao nhà có tang thì lại kiêng bốc mộ cải táng Vâng, trong dân gian chúng ta hiện nay Ví dụ như trong nhà mà đang còn tang một người nào đó Thì người ta kiêng cải táng người cái này phải chờ Chờ cho hết cái tang Chờ hết tang Thì bắt đầu mới được cải táng Cho nên trong thực tế cũng có nhà Cứ chuẩn bị Hết tang chứ hết tang đâu Nhưng mà người chết cứ vậy Liên tục có khi 4-5 người Có khi có những cụ khoảng độ Hàng chục năm hoặc 15 năm Chưa được cải táng Vì chuẩn bị cải táng thì lại có người chết trong họ đình cho nên người ta cứ phải chờ bao giờ hết tang mới được cải táng cái người kia lên vì sao vậy vì người ta rằng nếu mà chưa hết tang mà cải táng lên thì lại có thêm cái người nữa lại nằm xuống cho nên đấy là cái, cái kiêng kỹ của dân gian còn tại sao nó là như vậy dân gian người ta kiêng như thế biết làm thế nào được đấy là cái phong tục tập quán của những cái nơi ấy và cũng có ý nghĩa tâm linh nào đó còn mà ai mà đem cái đấy ra thử chẳng ai đem cái kiểu cải táng với đám ma đám chay ra thử cả cái việc khác thì người ta còn thử chứ còn cái việc cải táng để đem những cái sứ mệnh những cái 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 cái, 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 cái tang ra mối rối mà đem ra thử thì không có mấy ai để thử cho nên nó có đúng hay là nó sai thì không ai kết luận được nhưng trong dân gian thì với cái kinh nghiệm dân gian Người ta thấy rằng nếu như nhà đang có tang Thì không nên cải táng Phải chờ cho hết tang mới được cải táng Cho nên trong kinh nghiệm dân gian có nhiều người Khi các cụ Mà cũng cũng có thấy các cụ cha mẹ già yếu rồi Bắt đầu tính tính nếu mà để lâu lâu một thời gian nữa mà các cụ chết đi Thì cái người đã chết ấy là phải đến ngày đến giờ rồi đến năm này ba bốn năm rồi mà mà không cải táng thì cụ mới chết thế nữa thì phải chờ bốn năm năm nữa Rất gây cho nên họ phải tìm cách họ phải cải táng trước đấy, họ phải xem cho nó nhanh chóng và phải tránh được để này các cụ già cụ chết như chuối trên cây cứ cụ này đi cụ khác cứ liên tục liên tục liên tục thì rất là phiền cho nên họ thường tranh thủ khi mà đến ngày cải táng rồi họ phải tranh thủ cải táng nó là như vậy chứ để lâu dành ra ra một tí là có khi phải dăm bảy năm có khi hàng chục năm có khi nhiều hơn nữa rất là... có khi ngôi mộ nó bị sập rồi và cuối cùng cũng không làm sao được thì kinh nghiệm đây là tôi trả lời theo kinh nghiệm dân gian còn tâm linh có đúng hay không thì chẳng ai mang cái đấy ra thử nghiệm cả không ai mang cái chuyện mà cải táng ra thử nghiệm đây là chỉ kinh nghiệm dân gian người ta để lại như vậy nhà đang có tang thì không nên cải táng thêm vì người ta sợ rằng nếu cải táng thêm thì lại có người lại nằm xuống nữa cho nên người ta tránh nó là như thế